là bây giờ khi mà mở lịch ra và nhìn lại thì mình phát hiện ra là một nửa của năm 2020 đã trôi qua rồi và tháng 6 thì cũng đã sắp kết thúc. Và mặc dù mình đã học hành rất là chăm chỉ trong 6 tháng vừa qua ấy, nhưng mà mình vẫn chưa cảm thấy bản thân đã đủ trình độ để có thể đạt được 8.5 speaking. Cho nên mình nghĩ là mình sẽ buộc phải lùi lịch thi của mình lại đến tháng 11 năm 2020. Và vụ cá cược ban đầu của mình với học sinh ấy là mình sẽ thi trong năm 2020. Còn tháng 6 thì là cái nguyện vọng ban đầu của mình, vì lúc đó thì mình đã rất kỳ vọng là sau trong vòng 6 tháng thì mình có thể cải thiện được trình độ của bản thân. Thế nhưng mà hiện tại mình vẫn chưa cảm thấy đủ tự tin, cho nên là mình sẽ lùi lại cho đến tháng 11. Và từ bây giờ cho đến tháng 11 thì mình sẽ có nhiều thời gian để ôn thi hơn. Mình sẽ có 7, 8, 9, 10, 11. Mình sẽ có 5 tháng, có thêm 5 tháng nữa để ôn thi. Và cũng vừa vặn để mình có thể tiết kiệm tiền lệ phí thi, bởi vì đây cũng là một cái kỳ thi rất là đắt đỏ ấy. Nên là mình cũng không muốn là bây giờ đi thi vội vàng để điểm số nó vẫn dậm chân tại chỗ như vậy mà không cải thiện được điều gì cả. Bây giờ thì việc mình cần làm sẽ là, một, xem lại xem trong 6 tháng vừa qua mình đã học được những gì. Hai là lên kế hoạch học tập trong 5 tháng tới. Đầu tiên là mình sẽ nhìn lại xem trong tháng 6 thì mình đã học được những gì. Tháng 6 này thì mình quyết định là dành cái quyển sổ bullet journal của mình cho việc ghi chép những thứ mà mình học được ở trên mạng, song song cùng với các quyển vở học IELTS speaking, bởi vì bây giờ mình chỉ làm một việc thôi, chứ không phải đi làm nhiều việc ở nhiều nơi như trước nữa. Cho nên mình cũng không cần phải chia thời gian biểu chặt chẽ cho một ngày, mà mình sẽ tận dụng quyển sổ này để ghi lại những, một là những ý tưởng mà mình chợt có trong ngày, hai là những thứ mà mình học được. Mình đã quay trở lại nhịp làm việc bình thường, cho nên là mình chuyển sang chọn những quyển sách mà có thể kết thúc trong vòng 2 tiếng đến 4 tiếng để đọc cho đỡ sốt ruột ấy. Thì tháng này mình đã đọc được quyển Reasons to Stay Alive này, When Breath Becomes Air này, và đồng trong chỗ chỗ sách cũ hôm trước mình mua ấy thì mình đã đọc xong quyển The Mortal Instruments. Những video mình xem hay là những sách mà mình đọc ấy thì mục đích là để xây dựng kiến thức nền và để bổ sung thêm những từ vựng với cả những cụm từ hay mà mình muốn sử dụng lại trong bài thi speaking sau này. Trong 6 tháng qua thì mình cũng đã học được cách lên dàn ý cho phần part 2, và mình cũng đã dần dần bổ sung được những topic mà mình cảm thấy là nếu mà để bình thường để cho mình tự nói thì mình sẽ bị nói lan man, thì những cái topic đó thì mình cố gắng là mình lập dàn ý cho chúng. Đó thì như vậy là trong 6 tháng mình đã giải quyết được vấn đề là, một là mình khơi gợi lại tình yêu đối với việc học tiếng Anh, hai là mình cố gắng vượt qua cái rào cản, cái sự tự ti trong lúc mà mình nói tiếng Anh, và ba là mình đã cố gắng làm cho việc mình trả lời bài thi IELTS Speaking Part 1 and Part 2 ấy trở nên mạch lạc hơn, với cả trở nên trôi chảy hơn. Thế thì bây giờ mình còn cái phần Part 3 nữa, là một phần rất là khó. Bình thường nếu mà mình được hỏi những cái câu hỏi mà cần phản xạ nhanh, cần một chút tư duy như vậy, thì mình sẽ đặt ưu tiên của mình lên việc là làm thế nào để trả lời được câu hỏi đó, thay vì là làm thế nào để sử dụng tiếng Anh trả lời câu hỏi đó. Và như thế thì điểm IELTS của mình, điểm speaking ấy, sẽ dừng lại ở 7.0 đến 7.5. Và như vậy thì trong 5 tháng tiếp theo sau đây thì mình sẽ phải cố gắng luyện tập với cả phần part 3. Từ tháng 6 này thì mình đã xin phép đi làm sớm, có nghĩa là check in ở công ty lúc 7 rưỡi, và sau đó đi về lúc 4 rưỡi chiều để mình có thể lo cho gia đình. Và bởi vì là hiện tại thì nhà mình cũng có một số việc bận nữa, cho nên là thời gian học hành của mình sẽ càng trở nên eo hẹp hơn. Và như thế thì mình sẽ phải càng quyết tâm hơn, bởi vì bây giờ mỗi hôm mà trở về nhà sau khi đi làm về thì kiểu siêu cấp mệt ấy.
Và để mà có thể ngồi vào bàn học và học hành một cách chăm chỉ thì thật sự là cần rất là nhiều cố gắng. Hiện tại mình đang học theo một cái flow nhất định, đó là khi mà mình có một chủ đề của IELTS thì mình sẽ một là đi gom nhặt kiến thức và gom nhặt từ vựng dựa trên những cái video ở trên YouTube hoặc là dựa trên các bài báo mạng. Mình sẽ đọc những cái bài báo đó và mình gom từ vựng lại. Sau đó thì mình sẽ gom hết tất cả những câu hỏi IELTS speaking mà liên quan đến chủ đề đó lại, và mình tìm cách sử dụng những cái kiến thức mà mình gom được, sử dụng những cái từ vựng mình muốn dùng để trả lời những câu hỏi đó. Thì ví dụ như chủ đề laughter nha, mình xem được khoảng 3-4 video mà mình rất là ưng, và trong đó mình chép lại những cụm từ mà mình cảm thấy là mình muốn tái sử dụng chúng trong bài thi speaking. Và sau đó thì bên trang bên này mình sẽ ghi những câu hỏi phần part 1. Và khi mình đọc các câu hỏi, mình sẽ gạch chân các từ khóa và mình sẽ suy nghĩ xem là mình muốn thay thế các từ khóa này bằng những từ đồng nghĩa nào, hoặc là mình muốn trả lời câu hỏi này bằng những cụm từ nào mà mình đã học được. Sau đó thì mình sẽ nháp chúng ra và mình sẽ tập nói cho đến bao giờ mình có thể nói trôi chảy được thì thôi. Sau đó thì mình thường có thói quen là tổng hợp những từ vựng của một chủ đề bằng mind map. Và sau đó thì mình sẽ chuyển sang lên dàn ý cho phần part 2. Bây giờ mình đã rất là quen cái việc lập dàn ý rồi, thì mình sẽ đơn giản là gạch ra những từ vựng mình muốn dùng, sau đó lập dàn ý và ngồi tập nói. Thế còn trong 5 tháng tới thì mình nhiệm vụ của mình sẽ là đào sâu thêm cho phần part 3 để làm sao mình phản xạ một cách nhanh nhất có thể. Kế hoạch trong 5 tháng tới của mình thì chắc sẽ là như vậy. Chúc mọi người học tốt và hẹn gặp lại mọi người vào vlog lần sau. Bye.